Astana Motorcycle Việt Nam đã quay trở lại và tiếp tục mang đến sự kiện Rider Academy, chương trình huấn luyện kỹ năng lái xe Adventure và Offroad, với sự tham gia cùng với huấn luyện viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều thú vị và đặc sắc cho các anh chị em biker. Bên cạnh những khóa học đầy hữu ích để nâng cao kỹ năng lái xe địa hình, biker còn được tham gia vào các thử thách hấp dẫn và nhiều hoạt động thú vị khác kéo dài trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 4 tại Lũng Đạ Nàng, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Chương trình dành riêng cho những biker đang sử dụng xe Husqvarna Motorcycle. Bạn đã sẵn sàng để tham gia thử thách chưa? Liên hệ ngay số hotline phía dưới để đặt lịch ngay nhé!